Có bao giờ làm Tuesday chưa? Truth Dare gọi điện cho mẹ nó con có bầu. Truth, một nhãn hàng mày đã từng làm việc nhưng mà mày không thích. Thua lát xoáy. Thua lát xoáy. Hello mọi người và chào mừng mọi người đã quay lại với channel của Tiên. Và ngày hôm nay Tiên đã quay trở lại với một video mới. Video ngày hôm nay sẽ rất là đặc biệt. Sẽ có một vị khách mời nhưng mà không phải ngồi kế Tiên mà ngồi kế cái màn hình của Tiên đây. Đó chính là Oh my god, trời ơi. Thì hôm nay tụi mình đã lâu lắm rồi mới làm một cái video cùng nhau và quay lại với chủ đề True or Dare là đã 1 năm rồi đó mọi người. 1 năm rồi đó bé. Thì đây là lần trước mình làm True or Dare là còn đang giãn cách dịch đợt trước đúng không? Đúng rồi. Mà giờ tới đi giãn cách đợt này luôn rồi. Mà đợt trước là hồi đầu năm ngoái chứ không phải là cuối năm ngoái nữa. Thì bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu với cái True or Dare đầu tiên nha. Mày hỏi tao trước hay tao hỏi mày trước vậy? Bây giờ mỗi người sẽ có 5 câu. Tao hỏi mày 5, mày hỏi tao 5. Ok. Ok bé, trời ơi, hôm qua á xin đang cho mọi người hỏi mà mọi người hỏi cái mấy câu mà đọc mà hết hồn luôn á. Tao nghĩ là mày bắt buộc mày phải trả lời á, chứ mày sẽ không muốn làm cái đe này. Hoặc là có những cái đúng không thể trả lời luôn. Vậy cho tao hỏi trước đi, vui quá à. Có một bạn hỏi là để báo lại nha, nhớ cái câu này hoài luôn, không mình coi là cũng nhớ nữa. Truth, một nhãn hàng mày đã từng làm việc nhưng mà mày không thích. Dare là gọi điện cho ông xã nói là chia tay. Oh my god. Chị xin trả lời nha mọi người. Trả lời luôn hả? Trả lời luôn hả? Trời ơi gan vậy. Không phải là khi mà tụi mình trả lời mọi người, tôi suy nghĩ á là cái mùa này mà làm cái đe này á thì là nó quá tội ông xã mọi người hiểu không? Trả lời luôn. Trả lời luôn. Ghê vậy ta. Ok. Không sợ luôn. Chị nghĩ á là thôi mình đừng có nói tên ra nhưng mà chị nói là tên là cái đó là cái brand về cái product gì thôi. Ủa nhưng mà nhiều mà. Sao mà biết được cái gì? Không có, nói là mọi người biết liền luôn. À vậy hả? Ok. Ok chứ không có nhiều lắm. À okay. Thì cái brand á mà Sen không thích á, Sen nghĩ á là mình đã từng gặp một vài brand rồi, không chỉ là brand này là do cách làm việc là không phải là của brand mà là do một cái cá nhân nào đó mọi người hiểu không, và khi đó là cái brand này cũng đã được rất nhiều bạn khác phản ánh luôn. À biết rồi, rồi một người này rồi. Thì đó thì là cái product này là product về làm trắng răng mọi người thì là sản rồi biết nhãn gì luôn. Ok thì là sản phẩm đó xài rất tốt, brand không có vấn đề gì hết. Nhưng mà một bạn đó, cụ thể thời điểm đó mình làm việc chung, đã có những lời nói không có được hay đó mọi người. Nói thẳng ra là nói kiểu hơi khinh và xúc phạm nhẹ đó mọi người. Cho nên là như bạn đó cũng đã không còn làm việc với brand đó nữa rồi mọi người nha. Nhưng mọi người đừng có tẩy chay brand nha mọi người. Wow, ok. Đây, ok. Truth, trong tài khoản hiện tại có bao nhiêu tiền? Dare, tẩy trang trước camera. Trong tài khoản hiện tại đúng không? Mày không nói tài khoản nào. Ok. Đúng rồi, tài khoản hiện tại thôi bé. Ok, mình... có một cái tài khoản của Tiên hiện tại đang có 2,3 triệu mọi người. Oh my god. Yeah, trời hên quá. Sao mà nói tài khoản nào không được. Có một cái tài khoản Tiên có đang có 2 triệu. Câu này á. Đây, Tiên tới cho mọi người xem. Tao tưởng là mày sắp tẩy trang rồi đó bé. Không bé, trời ơi, sao mà tao chế tên nhiều tài khoản lắm bé. Tiên cho mọi người xem để làm chứng luôn. Tiên không nghĩ là 2,3 triệu đâu, ok. 2,1 triệu. Đó, 2,153.000. Yeah. Rồi, xong. Để tao. Rồi, mốt mọi người hỏi kỹ hơn nha mọi người. Tiếp xíu. Tài khoản nhiều tiền nhất của chị là bao nhiêu? Nhưng bây giờ cũng không có nữa, tao đang đưa cho sổ tiết kiệm mà cho nên tài khoản cũng không có nhiều tiền đâu, đừng lo. Rồi tiếp nè. Điều xấu mà Sen từng làm, rất là xấu luôn, từng làm nhưng mà không có muốn ai biết. Truth. Đã gọi là không muốn ai biết rồi mà. Rồi Dare là ra nói với mẹ kêu là xin tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ tiếp. Mẹ sẽ biết Sen đang quay á mọi người, cho nên là mình xin nữa thì là mẹ cũng sẽ biết mình đang quay á. Thôi chắc trả lời đi ha mọi người. Điều xấu nhất mình từng làm mà không muốn ai biết hả? Nhiều quá. Nhiều quá, điều nào giờ? Điều nào bây giờ? Không phải là một cái thứ cụ thể đi ha, nhưng mà là một cái tính cách chung chung á, là hồi đó mình hay thích bully người khác đó mọi người. Thì cái đó mình nghĩ là một điều xấu, mình không nên. Bully là gì? Bully là gì? Bắt nạt. Bắt nạt á. Hay thích là bắt nạt người khác, có nghĩa là sẽ thấy bắt nạt người khác. Sen phải là chùm cuối, phải là chùm cuối, hiểu không? Đó. Thích chọc người ta á. Cái này mọi người muốn coi rõ hơn á, mọi người có hỏi về vấn đề bắt nạt thì đúng mất tiền tí nữa sẽ trong video khác. Nhưng mà yeah, cái đó thì á, thật sự á, Sen thật ra giống như hồi đó mình đi học mình còn nhỏ thì mình nghĩ cái này nó không có là gì hết, nhưng mà lớn lên rồi mình thật sự mình mới hiểu á, là mình không có nên bắt nạt người khác mọi người. Thì Sen coi có nhiều người giống như là kiểu người ta kể người ta là nạn nhân của bắt nạt ở bé, thì là kiểu giống như là tội thật sự luôn, với lại kiểu không biết nữa, tội mà nhiều quá, mi lắm, Sen xưa mi lắm mọi người, mi lắm mọi người, mi thật sự luôn, mi lắm. Nên là sau này mới bị mọi người nghi lại. Hai câu rồi đó tới mày á. Ủa mày mặc gì vậy bé? Mặc áo. Tao đang mặc đầm Herstory nè. À đúng rồi, Sen đang mặc cái đầm xinh quá ha. Nhìn Sen mặc xinh quá ha. Yeah, hồi nãy mẹ mới mặc xong mẹ khen á. Nhìn như công chúa vậy. Oh my god, nó cười nữa. Có bao giờ làm Tuesday chưa? Truth Dare gọi điện cho mẹ nó con cấp hậu. Không được, thôi cho mẹ không được rồi. Mẹ đang dạo này nhiều việc xì chép lắm. Người thứ ba có rồi, Tiên đã từng làm người thứ ba rồi, nhưng mà có một lần Tiên làm người thứ ba mà Tiên không biết. Có nghĩa là hồi đó Tiên thích cái anh này mà ảnh cũng thích Tiên, nhưng mà ảnh không nói là ảnh có bồ. Oh my god, nếu mà như vậy thì tính sao bé, giờ mình đâu phải là người thứ ba hả? Ủa đúng rồi, là người thứ ba mà, cũng là thích nhau đó, xong rồi cái đùng cái 2 tháng, 3 tháng sau Tiên phát hiện ra là người ta có bồ rồi. Mà lúc đó người ta nói người ta thích mình, xong rồi người ta xin lỗi, người ta giải thích. Thôi tao nghĩ mày phải người thứ ba rồi bé, mày người thứ 5 rồi. Không, thôi, nếu mà vậy thôi, tao người thứ 7. Oh my god. Ok, bây giờ tao phải làm cái gì cho mày làm coi. Truth. Truth là nói tên ra luôn nha. Tên luôn một cái người mà mày đã từng rất là ghét. Tên luôn. Trời ơi sao hoài mọi người. Xong rồi. Đe là đổ nước đâu. Ôi ghét 20 lần ngon lắm. Đổ nước là đổ một cái nước đầu á. Đúng. Mày đổ nước nha, đổ nước nha. Đổ nước hả? Ok. Đổ nước nha. Chứ thật sự có đi nước hay đâu mọi người. Đổ đấy. Để uống miếng xong mày đổ nha. Uống miếng xong mày đổ. Mày ướt vừa mà sao có khăn không tao? Mày hỏi tao không? Đổ nha bé. Đổ đi. Xong rồi lát sấy. Xong rồi lát sấy. Trời nó ác. Oh my god. Lạnh quá. Hay quá. Yeah. Mọi người án mọi người ơi. Oh my god. Cái gì? Kẻ hết tên người yêu cũ, Truth, hoặc cắt tóc. Mày bị điên hả? Cắt tóc sao? Ok mày nói cắt được, tao cắt em mày tin sẽ cắt một tích. Không có tính như vậy. Đó là mày đúng không? Nãy giờ mọi người đúng không? Sen không nói là cắt tóc bao nhiêu, cắt góc gì hay cắt gì như nào. Mày cắt một miếng tóc nha, cắt một chùm tóc mọi người. Không mày đừng có rào, lúc đầu mày không có nói nha. Đừng đi lấy cái kéo. Cắt nhiều luôn, cắt một đống này luôn nè. Cắt sao cho đẹp được không? Cắt máy với bé. Chị biết vậy kia cắt máy thương rồi nha. Mọi người kia cắt máy thương. Mọi người. Rồi đó, mày điên rồi, cắt máy thương hồi xưa tao cắt rồi đó, sao tao khóc luôn đó. Ôi lạnh rồi. Trời mọi người vậy này Tiên để tóc đen nhìn đẹp quá mọi người. Rồi tiếp nha. Vậy hả? Ok, câu tiếp theo. Truth là đã từng one night stand với bao nhiêu người. Đây là nhảy TikTok trước mặt ba hoặc mẹ hoặc là người nào đó lớn. One night stand là cái mọi người là tình một đêm á hả? Chưa ai hết. Trời ơi, nó xạo dễ sợ luôn. Thiệt mà. Chưa hay hết. Chắc chưa, giờ tao kể tên nha. Không có, có ai đâu nhiều. Trời, có ai thích đâu mà nhiều bé. Chưa ai hết đó. Ok, để mọi người tin hay không thì mọi người tự comment cho Tiên biết nha. Còn Tiên không biết, Tiên thì Tiên không biết rồi đó. Chưa. Rồi tới mày á. Buồn. Này, truth nha. Lần đầu làm chuyện người lớn của chị Tiên là năm bao nhiêu tuổi? Đe là gọi điện. Ủa, cái trả lời đâu giờ chưa? Con câu hỏi hoài. Câu hỏi em nè. Ý con câu hỏi hoài. Nghe hả? Hỏi hoài luôn, xưa rứa đe với bà thiệt nổi nữa. Hỏi xong rồi tao không trả lời rồi. Chưa. Tiên chưa làm chuyện người lớn mọi người. Tiên để dành cho chồng. Đe là gọi điện cho người yêu nói chia tay. Nữa mà chia tay hoài. Ok, vậy Tiên sẽ gọi điện với người yêu. Thì nói chia tay đúng không? Đi. Có bầu hả? Em bị trễ đi, em sợ quá. Rồi đừng có làm gì đâu mà trễ. Tao nói sắp tay nhau rồi mà tao làm gì đâu trễ. Không, bây giờ tao nói là anh ơi em sắp qua đó, anh ơi em xuống đi. Nha. Ok. Ok. Em bật cái sticker mọi người. Cái job nhiều tiền nhất Sen đã từng nhận ở một cái brand là bao nhiêu tiền? Đây là Sen ra nhảy hip hop. Đó, mọi người thích nhảy quá ha, nhảy TikTok này, hip hop xong rồi ra ngoài công la, mọi người thích bạo lực quá ha mọi người. Một cái job nhiều tiền nhất hả? Dễ mà. Trả lời cái đó nha mọi người. Cái xem xương xương mọi người ơi, không có nhiều lắm đâu mọi người. Ít à, vừa. Tức là không có tính số lượng đúng không, mà tính là một người là một lần. Đúng rồi, một lần mà nhận một cái job, một cái review hay là cái gì đó thì là nhiều nhất là bao nhiêu? 1.500. 1.500, ok. Rồi, 1.500. Miêu tả first kiss, the truth. Miêu tả cho bé là kiểu diễn tả mà là chi tiết hết cỡ luôn, giống như là mình đang viết truyện cho người ta đọc, cái người ta hình dung nó bé, mà là truyện 18+ nha. Cộng 2 là đi thay đồ. Đi thay đồ thì thôi, truth đi, tự nhiên đi thay đồ là gì trời. Truth là first kiss của Tiên là với Kyle. Đó là lần đầu tiên Tiên first kiss của tao Kyle là thằng Mỹ gì hả? Ở trong rạp chiếu phim Sen. And he asked me to kiss, he asked me if I can kiss you. What? Lớp 11. You never kissed anyone before that? No, chưa bao giờ luôn, chưa bao giờ hôn ai con trai luôn á. Con gái thì rồi. Con trai là chưa bao giờ hôn ai luôn. Lớp 11, trước lớp 11 là chưa bao giờ hôn một thằng nào luôn. Nhưng mà cái nụ hôn đầu tiên của Tiên là với Kyle ở trong rạp chiếu phim, nó chỉ là chụp con gái thôi, vậy thôi chứ không có phải là cái gì mà too much hết á. Yeah, nhưng mà cái cảm giác đó là lạ lùng, nó lạ lùng lắm mọi người. Mày phải diễn tả cho bé là sao ta là trong rạp chiếu phim, xong mà sao nữa? Sao là chiếu phim, tao đang ngồi vậy nè, xong thì nó quay qua, nó kêu là cái gì, mi hôn you được không? Nhưng mà nói tiếng Anh, can I kiss you? I don't know why he said that. Like, nhưng mà đúng là hồi còn nhỏ mọi người, xong rồi cái I was like yeah. Xong rồi trong người có rần rần không bé? Có má, rần rần chứ. Rần rần mà bướm bướm bye bye gì luôn nè má. Mọi người, tình yêu hồi nhỏ trong sáng mọi người ha, chứ chuột một cái thôi, chứ bây giờ Tiên đâu có chuột một cái đâu mọi người. Ủa chứ sao? Giờ là không dám hôn luôn, nắm tay. Kiểu anh yêu em nắm tay này nè. Ok, vậy là đã hết cái video ngày hôm nay. Nói chung là cũng đã chưa có được làm nhiều cái như Tiên mong muốn, tại vì Tiên muốn Sen phải ra ngoài hàng hét rồi tùm lum mà Sen không chịu làm mọi người. Nhưng mà hôm nay á cũng trả lời sương sương. Ê kêu gọi. Chồng ơi, xuống với chồng em sắp tới rồi. Tại sao? Sắp tới nói chồng. Sắp tới em xuống đi. Em nói. Thì giờ em sắp tới không anh chơi em được hả? Ok. Anh tin em không? Không. Sao không tới? Are you ready? Ủa thì em nói em sắp tới, tự nhiên bây giờ anh không mở cửa cho em ngồi ở đây hả? Không thì ok, nhưng mà thiệt không? Just kidding. Why? Em đang làm video. Kyle. Em đang làm video, true or dare? Rồi dare cái gì? Đê gọi anh nói em sắp tới. Người ta đe em mà đâu phải em đâu, duyên quá à. Nãy khai rồi. Mọi người đang nghe em đang bật speaker á nha anh, nói chuyện đàng hoàng đi nha chồng. Ok, có gì anh xuống liền, giờ xuống đâu. Nó động về liền. Ok, bye bye. Love you. Bye bye. Love you. Rồi. Ủa? Sao nó hung dữ vậy? Hung dữ vậy? Ủa? Ồ, tại sao hung dữ vậy? Bye bye, love you mà hung đi. Ok mọi người, vậy là đã hết cái video ngày hôm nay của Tiên. Và Tiên cũng sẽ làm một cái video khá là special trên channel của Sen. Cho nên là nếu mà mọi người sau video này thì mọi người hãy qua channel của Sen xem video của tụi mình nha. Nếu mà video này lên sóng thì là video của Sen cũng đã lên sóng rồi. Cho nên là mọi người hãy click vào video đó để xem nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người, cảm ơn Sen đã đến với channel của Tiên. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye. Yay.